Mọi người thì bây giờ thì mình sẽ vui thùng súp Panamax E30 ra để mình test với con LV8 thì khách mua về chủ yếu xài cho LV8 nha. Ok, giờ sẽ khui ra sẵn để dán tem, tại vì gửi đi khá là xa mọi người nên đâm ra là cũng không biết là sản phẩm nó có ok không, mình phải test trước, đồ điện tử thì mình không nói trước được. Rồi bây giờ mình mở ra nha, đây bạn quay với mình có kiểu này nha. Thì đây các bạn, các bạn thấy nè, còn các dấu chưa khui ha. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra. Đi xa là phải chắc chắn phải chầm phải tính trước rồi. Giờ đi xa quá tiền phí này kia, vận chuyển này kia, lỡ như mà có hư gì đó thì nó rất là phiền phức. Có đợt mình nó bị dính lần rồi, nó đâm ra là hầu như là về sau là các đơn hàng xa là mình phải khui test trước, trừ khi là khách hàng chịu phần ship khi mà nó lỡ như nó có bị vấn đề gì thôi, chứ còn về trách nhiệm thì mình phải khui. Okay, để mình đẩy lại cái mình đặt lại cho nó dễ. Con này mà đánh là quá khỏe các bạn. Hồi xưa có cái con bị sao 3030 này, con ba ra mắt E30. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ test thử trước. Khách xài E8 luôn là mình test với E8 luôn nha mọi người. Rồi ok mọi người, thì sau khi một hồi mình tìm kiếm thì cũng có một miếng mốt để mình lót cho nó đỡ trầy cái lon của anh ta. Đó, thì đây là mọi người sẽ ao từ cái phần canon ao nè. Đó, mình ao xuống cái ngõ AV. Rồi, cắm vô. Ở đây nó sẽ có hai ngõ trắng và đỏ, mình cắm một cái đỏ thôi, tại vì súp nó là mono rồi. Đó, mình chỉ cắm một ngõ thôi, mình không cần cắm hai ngõ đâu mọi người. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở thử nha. Cái này 18 nè. Đó, súp thì mọi người có thể cắt chủ động trên lo được. Đây là 80 nè, mình có thể cắt 120. Đó, mình cắt 120, volume mình dặn lên khoảng tầm 70%. Rồi, trên đây xong rồi ha. Rồi, tới đây trên phần trên này, trên này 18 thì mọi người giúp mình là vô cái phần đó, chính là phần súp nè. Phần súp nè. Rồi, bấm vô. Lên 120. Đó, vô 120 rồi đúng không? Rồi, bấm vô một cái là xong. Đó, mình chủ động mình cắt 120 luôn. Ok chưa? Rồi bây giờ chỉ cần kết nối và xả thôi. My girl, hello, you know my mistake. I know you know my mistake.
súp này vô đánh rất là lực hả. Nếu mà ai mà quan tâm súp này thì mình có thể sử dụng ở những không gian ngoài trời, nó cũng khỏe hơn so với việc mình sử dụng con lò không. Ok, thì bây giờ mình sẽ dán tem cho khách hàng ha. Đó, test xong rồi. Đúng rồi, nó bị cọc kỹ. Ok, dán tem ở ở phía trên này mình có làm một cái tem để mà khách hàng có thể cần support gì thì khách hàng có thể họ gọi hỗ trợ ở phía này ha. Đó, cái tem bạc. Thì video clip của mình đến đây là hết rồi. Mọi người cảm thấy video clip hay hãy bấm like, subscribe với kênh Thiên Vũ. Bây giờ thì mình phải đóng hàng và gửi đi khách nhanh nhanh thôi.